Lan Dương Chu Thảo xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay là buổi tối ngày 5 tháng 11 2018. Cho phép xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến cả gia đình mình có một buổi chiều tối vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui ạ. Ngày hôm nay gia đình em về thêm rất là nhiều mặt hàng mới cong luôn đấy ạ. Em sẽ giao lưu và giới thiệu đến cả nhà luôn ạ. Cô chú anh chị mua hàng vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện cho em Thảo theo số điện thoại 0965 495087 hoặc là số điện thoại Vina là 0848 626228 là hai cái số điện thoại của em. Cả nhà có thể là kết bạn Zalo với em theo số điện thoại là 087 của em đã ghi trên tiêu đề luôn ạ. Đầu tiên đây ạ, đây chính là vẩy rồng đấy ạ. Hàng vẩy rồng. Đó, một số cây thì nó đây ạ, hàng vẩy rồng nhá. Đây nữa này. Đó. Em bán là 150.000 một cân vẩy rồng bác. Và tiếp theo đây có một cây mỹ dung dạ hương này, số 3 này. À, có anh chị bảo là qua nhà em lấy nhưng mà chưa qua nên em sẽ bán rẻ là số này thì em sẽ bán là 200.000 này, số 3 nhá, 200.000. Đấy ạ. Gỗ này thì được rất là lâu luôn. Đó. Cái ngọn của nó thì không vấn đề gì. Và tiếp theo là hai cái khúc này nữa. Gồm có hai khúc này, khúc này gồm có một cây mẹ con này. Đó. Không phải mấy cây mấy con là cũng hai cây này. Và đây cũng một cây nữa thì em bán hai cái khúc này là 380 thì hôm nay em bán là còn 350 này. Đó. Bán tại vì có khách bảo sang lấy thì em bán cho lấy lộc thôi. Đó. Mỹ dung dạ hương hoa rất là đẹp đúng không ạ? Và tiếp theo là em có một vài cáo nguyên bản đấy ạ. Đầu tiên là cáo số 1 550.000 này. Đó đấy ạ. Cây này rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây. Đây nha anh nha. Và tiếp theo đây ạ. Cáo này là cáo số 4 em bán này. Đây ạ. Cái giò này thì gồm có là 1 cây, 2 cây, 3 cây này. Có một cây mẹ co, cây con dưới này nữa này. Đó. Em bán là 420.000. Cây cáo nguyên bản ở trên rừng nhá. Gỗ này còn rất là tươi mới nên là sẽ được rất là lâu đấy ạ. Đây cáo số 2 em bán là 580.000. Gồm có 1 cặp đấy ạ. Cặp lá xếp rất là xinh đúng không ạ? Đó, rất là xinh luôn. Cặp lá xếp này thêm 1, 2, 3, 4, 5 cặp lá. Bên dưới cũng vậy. Đó. Và tiếp theo là cái dề này. Em bán là 800.000 cái dề kiều vuông hoa trắng họng vàng đấy ạ. Đó. Rất là to luôn đấy ạ. Đó. Và đây là hai bó nghệ tâm vừa mới về. Em bán là 100.000 một bó này. Đó. Và đây là hoàng lạp đấy ạ. Hoàng lạp hay còn gọi là cái hoa màu vàng. Rất là đẹp đúng không ạ? Và nó là bậc thấp của Sơn Thủy Tiên. Em bán là 150.000 một cân ạ. Hàng rất tươi vừa mới về luôn đấy ạ. Và tiếp theo đây ạ, Sơn Thủy Tiên cả nhà có nhìn thấy không ạ? Rất là đẹp và rất là tươi đúng không ạ? Cửa hàng thì to, đẹp. Nói chung là hàng ngày hôm nay thì không chê vào đâu được. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Nó là bậc cao của hoàng lạp và hoa của nó là hoa vàng họng nhung. Em bán là 250.000 một cân thôi ạ. Hoàng lạp nhà, Sơn Thủy Tiên cả nhà nhé. Tiếp theo một cái dòng hoa chuỗi ngọc ạ, từng hạt rất là đẹp đúng không ạ? Và được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích bởi vì cái vẻ đẹp của nó này. À, gia đình em bán với giá là 230.000 ạ. Và ngày hôm nay thì gia đình em có thêm rất nhiều mặt hàng nên là em sẽ quay nhanh để cho cô chú anh chị cùng giao lưu nhé. Và cái dề này em có cái dề Sơn Thủy Tiên này. Cái dề Sơn Thủy Tiên này. Cũng đẹp đấy ạ. Đó, dề này em bán là 350 này. Đấy ạ. Và đây là một cái nguyên bản của Mỹ Dung Dạ Hương. Em bán cái giò này là 700 đây. Có rất là nhiều cây đúng không ạ? Đó. Đó. Đấy. 700. Đấy. Và đây là long tu đá tím của gia đình em ạ. Một cái mặt hàng đang rất là hot. Và thuần thì cũng rất là dễ thôi ạ. Nếu mà cô chú anh chị mà chưa có cho mình một cái giỏ thì hãy sưu tầm cho mình đi ạ. Hoa của nó rất là đẹp luôn ạ. Ngày nào em cũng up cái mặt bông này và được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Em bán là 300.000 một cân long tu đá tím. Đó. Và tiếp theo là dáng hương đuôi cáo này. Dáng hương đuôi cáo. Đây ạ. Em bán là 170.000 một cân. Đó. Và tiếp theo đây chính là dáng hương cẩm báo này. Dáng hương cẩm báo hàng lá xếp lẫn lá lướt luôn nhá. Đó. Hàng thì đẹp, nó không chê vào đâu được rồi. Lá xếp thì nó chiếm khoảng tầm 80% rồi. Em bán là 370.000 một cân. Đó.
Đó, rất đẹp luôn. Cẩm báo là em thấy là cái dòng hoa này là cái dòng thuần dễ nhất trong tất cả các dòng giáng hương đấy ạ. Đó, tiếp theo là hoàng phi hạc đấy ạ, một cái dòng hoa cũng được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Và cái này có thể ghép hoặc là trồng đều được hết ạ. Em bán hoàng phi hạc là 200.000 một cân, hoàng phi hạc nhé cả nhà nhé. Và bên này đây ạ, đây chính là địa lan hồng hoàng đấy ạ, là một cái dòng hoa có hơi hoa hơi giống với địa lan trần mộng đúng không ạ. Em bán là 170.000 một cân. Và tiếp theo đây là long tu xuân này, đó, hàng long tu xuân. Cái dòng này thì thuần rất là dễ thôi ạ, hoa nở vào mùa xuân. Nếu mà cô chú anh chị ở trong miền Nam ấy thì hoa sẽ nở vào dịp Tết Nguyên Đán luôn đấy ạ. Đó, thời tiết thì là tại vì ở trên miền núi chỗ em là thấp hơn, tối hơn, nhanh hơn so với là cô chú anh chị dưới miền xuôi, nên là sẽ trời hơi tối, em quay cô chú anh chị có thể thấy và hoặc là có thể xem vào ngày mai nhá. Em bán là 300.000 một cân ạ. Kiều vuông này, kiều vuông em bán 250 một cân. Ở chỗ này hoa của nó là hoa trắng họng vàng được không ạ? Hoa trắng họng vàng rất đẹp ạ. Em bán là 250 một cân. Đó. Đây là ngọc thạch hai màu này, hoa cái thân của nó vốn dĩ là nó màu vàng nhé cả nhà nhé. Thân của nó là màu vàng đấy ạ. Đó. Em bán là 180.000 một cân. Còn đây là hạc vĩ lào này, hạc vĩ lào em bán 180.000 một cân đấy ạ. Đây là giáng hương đuôi chồn này. Đó, thì đã giáng hương đuôi chồn sẽ có loại to. Đó, em bán là 300.000. Còn hàng nhỡ thì em bán 250 này. Đó, có hai loại. Đây ạ, đây là mạc quân tử hay còn gọi là mạc xuân đấy ạ. Đó, cả nhà có nhìn thấy là hoa của nó thì cũng rất là xinh. Bây giờ là chưa có hoa nhưng mà cái thân thì rất là đẹp ạ. Gia đình em bán là 150.000 một cân ạ. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Và đây là giáng hương tam bảo sắc ạ, là một cái dòng hoa, dòng giáng hương duy nhất có 3 màu rất là đẹp đúng không ạ? Màu vàng, màu trắng và màu tím. Và gia đình em bán là 250.000 một cân ạ, đây ạ. Đó. Xếp và lướt nó, nhà em sẽ là lẫn lộn với nhau nhá. Và đây là tiên hài này, gia đình em bán với giá là chỉ có là 95.000 tiên hài này. Đó, tiên hài nhá. Và bên này là hài dâu. Hài dâu em bán là 100.000 một cân này. Thanh đạm sữa em bán 95.000 một cân. Đó, đây là cái dề kiều cam của gia đình em bán này. Dề kiều cam em bán là 200.000 cái dề này. Dề kiều cam nhá cả nhà nhá. Ngày hôm nay thì em sẽ điểm danh qua một lần nữa cho các cô chú anh chị có thể là tham khảo để chúng ta ghi ra sổ hoặc là gọi điện cho em nhé. Đầu tiên là Sơn Thủy Tiên em bán 250.000 một cân. Chuỗi Ngọc em bán 230.000 một cân. Long Tu Đá Tím em bán 300.000 một cân. Long Tu Xuân em bán 300.000 một cân. Hoàng Phi Hạc là 200.000 một cân. Địa Lan Hồng Hoàng là 170.000 một cân. Giáng Hương Tam Bảo Sắc là 250.000 một cân. Hoàng Lạp là 150.000 một cân. Vẩy Rồng và Vẩy Rồng 150.000 một cân. Mạc Xuân 150.000 một cân. Chồn to là 300, chồn nhỡ là 250. Tiên Hài là 95.000 một cân. Thanh Đạm là 95 ạ. Hài Dâu là 100.000 một cân. Đó. Và ngoài ra thì gia đình em còn có một vài dề nữa. Thì cô chú anh chị nếu mà cẩm báo là 370 một cân ạ, hàng xếp đẹp nhá. Và bây giờ thì em xin kết thúc video đây ạ. Cô chú anh chị mua hàng vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện cho em Thảo nhá. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ em, ấn vào chữ xem trước ở trên Facebook cũng như là kết bạn Zalo với em theo số điện thoại 0965 495 087 nhá. Và bây giờ thì em xin kính chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình ở video buổi sáng ngày mai ạ.